Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, kể từ ngày 15 tháng 8, các video làm về nội dung Auto Chat sẽ được phát hành 2 lần trong một ngày trên kênh Game Today vào 12 giờ trưa hàng ngày và 19 giờ tối hàng ngày. Anh em hãy chú ý theo dõi và đón xem anh em nhé. Rồi, ngày hôm nay thì tôi sẽ cố gắng làm cái content mà tôi đã hứa với anh em Đặng Minh Trung. Dạo gần đây thì cái bộ Warrior nó cũng đã yếu đi rồi. Nên là tôi thử xem là liệu rằng là chúng ta có thể làm được không. Đấy, bộ Glacier anh em nhá. Glacier kết hợp với cả con Shadow Killer. Biến con Shadow Killer trở thành một cái cỗ máy gặt lúa. Đấy. Ok, rồi. Chúng ta sẽ lựa lựa cái đầu game này thì thực ra thì những cái con đấy thì nó cũng sẽ chưa thể có ở đâu. Nên là tôi sẽ cố gắng tôi lựa. Lựa dần dần chúng ta sẽ chuyển dần sau nhá. Ra Shadow thì bắt đầu sẽ chuyển dần sang. Cái bộ đấy thì thường nó sẽ xây dựng từ cái bộ 9 sin trước, hoặc là 9 feather, 9 feather fake. Đấy, hoặc là 9 sin, 9 sin fake. Sau đó thì có đồ hút máu thì chúng ta sẽ chuyển sang 6 glacier fake kết hợp với cả Shadow. Với một con Shadow có đồ hút máu 3 sao nó sẽ trở thành một cái cỗ máy gặt. Hôm trước tôi có chia sẻ với các anh em ở trên kênh cũng như là anh em Đặng Minh Trung rồi, là cái đợt này thì cái bộ đấy nó hơi đuối so với cả cái sức mạnh của nó. Như cái đợt trước thì nó dễ chơi hơn, bây giờ thì cái bộ Warrior nó khá là mạnh, khiến cho cái bộ đấy nó không được ngon cho lắm. Một cái nữa đấy chính là cái món đồ hút máu. Cái MOM bây giờ nó ở cái tier xanh lá. Là cái tier mà nó đã giảm cái tốc độ đánh của cái MOM đi rồi. Nên là cái bộ đấy bây giờ thường là người ta sẽ lấy cái hút máu cuối hơn là cái MOM. Và cái hút máu cuối thì nó là cái đồ cam, nó cũng rất là khó để có thể lấy được. Chính vì thế là cái bộ đấy bây giờ thường thì người ta sẽ phải rất là hên đầu game ra được 9 feather sớm, 9 feather fake ấy. Đấy, sau đấy thì có thể là ra được con Shadow cũng sớm luôn. Thì chơi được. Xem trận này tôi có hên không nhá anh em nhá. Xem là tôi có thể là ra là con này không. Nếu mà ra tôi sẵn sàng được chơi. Thực ra là mấy cái hôm trước ấy là tôi cũng đã làm một vài cái video như thế rồi, nhưng mà nó không được như ý anh em ạ. Nó có thể là nó không được top, rồi thì nó cũng không có hay để tôi up lên. Đấy, thường là hay bị gãy giữa game lắm, do nó không đủ bộ sớm thì cái bộ đấy nó khá là yếu. Đây, chúng ta sẽ tận dụng những cái con, tạm thời sẽ tận dụng những cái con Skull Hunter đã anh em nhé. Phong Vũ này cũng ngon này. Phong Vũ vào. Phong Vũ kết hợp với Feather à? Nhưng mà thường ấy nếu mà chơi con Shadow thì lại không chơi con Phong Vũ. Nuôi một con à. Nuôi một con thôi anh em ạ. Thường thì sẽ là con gì? Nếu mà Phong Vũ thì sẽ kết hợp với một con Wing. Shadow sẽ kết hợp với một con Wing với con Thỏ. Một trong hai con thôi, Thỏ hoặc Wing, hoặc là Phong Vũ hoặc Shadow, chứ không lấy hết. Tao phải thua hả? Thôi đó. Nó còn kẹp thắng phép vào luôn. Đau luôn, đánh đau đấy. Ok. Đấy, nhiều khi cuộc đời nó đâu có như ý muốn đâu. Ra tưởng ngon, hai sao tưởng ngon nhưng mà lại không ra cái con Zipper. Thế là chúng ta sẽ không có cái bộ Goblin mà có mech. Đấy, rất yếu. Đây, cho con này vào đi. Như này đi. Bây giờ mà sao Breaker lên được 2 sao ấy thì chúng ta lại cho Goblin vào. Chứ còn bây giờ cho Goblin vào thì cũng thua thôi anh em ạ. Để này mạnh hơn. Để này có đẻ, có gọi đệ mà lại có đỏ nữa. Đấy, vớ vẩn rau này chúng ta lại có thể ăn được không? Được không? Được không? Vớ vẩn ăn được đấy. Không đùa đâu.
Ăn được thật đấy. Không đùa đâu. Ấy, tôi bảo rồi. Để đỏ này mạnh hơn mà. Cây 2 này. Ok. Con cây nhưng mà lại không có cái bộ phe dở ở đây. Chúng ta chưa có phe dở. Thực ra tầm này up cấp lên cấp 6 thì cũng ngon. Hai con 2 sao về trên tăng cơ, ở dưới sâu đẻ. Đấy, nhưng mà thôi từ từ đã anh em ạ. Tôi lại tính là tôi sẽ cho cái bộ Goblin vào sau. Goblin đủ bộ, sau đó con cây nếu mà nó được bắp giáp thì nó cũng khỏe. Cứ bình tĩnh, round sau là up được 6 rồi. Bốn đỏ à? Ra được bốn đỏ này. Bỏ cái này đi đã. Bây giờ cho bốn đỏ vào thì lại hết slot mất rồi. Mấy cái con ở phía dưới này đều không bán được con nào cả anh em ạ. Tất cả những cái con này đều rất là ok. Giữ lại tí nữa là chúng ta có thể là kết hợp với cả cái bộ Feather. Bây giờ mua đỏ nhiều không, tí nữa cũng phải bán hết đi thôi. Chúng ta chơi fake mà. Mỗi con chỉ lên lấy là kích đủ kích hệ thôi anh em ạ, chứ không nên lấy nhiều. Tí nữa chúng ta chuyển. Ui, thằng này nó có cái con Whispersia anh em ạ. Vãi đái rồi. Vãi đái rồi. Đẩy nó sấp mặt luôn này. Con cây chết sớm đi. Hỏng rồi. Ui, thằng này mất nhiều máu này. Tiếp tục đẻ. Thôi bạn ơi, thôi. Sợ thế nhở. Hỏng rồi, 9 máu. Ok, con này lên được 2 sao. Thêm con Zipper này. Skull Hunter lên được 2 sao là chơi được đấy. Không có cái con sao Ripper. À sorry anh em, không có con Zipper để chúng ta có thể là lấy cái công nghệ mech nhỉ. Đau quá, chả lấy được cái gì luôn. Sách cũng chả lấy được. Hơi thọt tiền. Xem có cái mặt lạ điên ở đâu này không? Có cái mặt lạ điên thì ngon. À, xem nào. Ui, không có rồi. Chứ phải random thôi. Không có. Không có mặt lạ điên. Khó chơi đấy. Khó chơi. Đội hình này nói chung là cũng chưa ok cho lắm. Thôi được rồi, tiết kiệm đã. Đến cái tầm này chắc phải tiết kiệm tiền thôi anh em ạ. Đội hình này nó có thể là nó sẽ đánh được, nó đỡ mất máu. Nhưng mà để mà đánh được chuỗi thắng thì tôi nghĩ là có khó đấy. Khó đấy, không dễ đâu. Nó chưa ra một cái gì với cái gì cả ấy. Bây giờ chưa ra con nào luôn. Ra mỗi con cây thôi. Ok, gặp cái thằng yếu thì đương nhiên là chúng ta sẽ ăn được thôi. Đây rồi. Wing Ranger. Vẫn chưa có 3 Feather. Có chơi phết nhỉ. Bây giờ chúng ta chỉ kẹp được có 2 đỏ anh em ạ. Ở trong đội hình nó chỉ có 2 đỏ thôi. Chủ yếu sức mạnh đến từ cái con đệ của cái con Skull Hunter ấy, nó đẻ ra. Nó sẽ giúp chúng ta gây được một cái lượng đam. Đẻ nhiều thì nó sẽ khỏe thôi.
Shadow vẫn chưa ra con nào nhỉ. Trận này không biết có làm được cho anh em Đặng Minh Trung không. Đấy, tôi toàn bị như này thôi anh em ạ. Tức là mình cũng có chủ đích là mình chơi đấy, nhưng mà cuối cùng nó không ra thì cũng chịu. Nhiều khi làm content nó khó lắm, nó không dễ đâu. Đấy, đánh thì vẫn đánh được, vẫn khá là ok. Bây giờ lại ra Feather này, Phong Vũ này. Có khi lại phải chơi Phong Vũ ấy, tôi bỏ qua một con Phong Vũ rồi. Vì lúc đầu tôi định là không chơi con Phong Vũ. Xong cuối cùng nó lại ra. Khả năng con Phong Vũ là ra sớm luôn ấy. Lên 2 sao sớm trước cả con Shadow. Thì ra, thế này ngon hơn không? Trận này có Sama này. Càng nhờ. Trận này lên nhớ là có con mèo Sama nhá. Mèo Sama mà nó ra được gấu Sama rồi. Nó ra được con gấu Sama thế nào cũng phải ăn 6 Sama. Tí nữa là đánh nhau với 6 Sama này. Trời khó chơi đấy. Sáu Glacier. Sáu Glacier thì chúng ta tí nữa chuyển fake thì ở trong đội hình nó lên có cái con Berserker. Đấy, để tí nữa chuyển cho nó dễ. Vứt một con Feather ra thay bằng một con Glacier là được. Chúng ta sẽ có con Berserker này ở trong cái đội hình luôn. Con Berserker nó cũng phụ đam được khá khá. Khó chơi đấy. Trên này có Saman, Feather, Assassin đều rất sợ Saman. 9 Assassin fake hay là Feather fake đều rất sợ Saman mết nhá anh em nhá. Sợ lắm. Ok. Tao này vớ vẩn thua này. Gặp ngay cái thằng Exit. Không trụ rồi. Exit là đánh đau thật. Cây này. Cây lên được 3 sao không? Hiện tại là chúng ta có 3 wizard rồi đấy. 3 wizard nhưng mà 2 druid thì không được. 3 wizard này là phải có cái con Grim mới được cơ. Đúng không? Bây giờ bỏ 3 wizard này vào này. Bỏ một con bây giờ là 3 Feather đúng không? Bỏ một con Feather ra. Không được. Nó phải có con Grim cơ. Hoặc là một con Demon anh em ạ. Nó phải có Demon cơ. Thôi được. Tí nữa tôi sẽ pick thêm. Pick thêm con Demon vào kích hệ cho sớm. Lúc bây giờ mà xuất hiện cái con Demon ấy là chắc chắn là chúng ta sẽ lên được 9 Feather luôn. Đánh level 7 đủ rồi. Vẫn chưa ra con Shadow nào. Round 15 rồi anh em ạ. Bây giờ bảo Shadow 3 sao nghe có vẻ nó hơi mơ hồ anh em nhỉ. Trông có vẻ hơi mông lung. Trên này là còn có 9 Warrior hay sao ấy. Yagami kia chơi hình như là 9 Warrior. À không, nó pick Saman. Lại cây này. Giáp thép. Tôi sẽ lấy cái giáp thép. Tạm thời đổi cái trượng phép vào đi. Ok, lấy thêm giáp vào. Lấy giáp cho cây đã. Chuyển sang 9 Feather mà. 9 Feather thì lúc đầu thì cứ phải dồn đồ cho cây. Sau đó Shadow lên được 3 sao thì mới dồn đồ cho Shadow cơ. Tôi sẽ pick thêm mấy con Chaos Clyde vào nhá anh em nhá. Thêm con Chaos Clyde nữa. Pick hết những con Demon vào cho
cho nó dễ ra anh em ạ. Thằng này là có thể ăn được đây. Ok. Nhưng mà tiền của nó khá nhiều. Toàn level 7 50 tiền hết rồi. Đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Up con cây lên 3 sao trước đã này. Rồi. Bây giờ là phải lên 7 đúng không? Thiếu slot. Chúng ta sẽ phải lên 7. Đưa 3 feather vào. Ok, đủ rồi. Blink thì tạm thời cho Phong Vũ nhá. Phong Vũ cầm Blink đi. Đấy, thế là được rồi. Cây lên được 3, chắc là lên 8 thôi. Lên 8 dần anh em ạ. Bây giờ kiếm thêm con Grim nữa là vứt được một con nữa ra. Thì coi như lên 8 chúng ta kẹp được thêm 2 con. Lên 8 để dễ kiếm ra Grim. Sau đó chúng ta sẽ kẹp thêm ví dụ như là con Sao Ripper để thêm hồi máu này. Hoặc là thêm con Berserker vào gánh thêm tí đam nữa. May đấy, ui form được đội hình trước khi gặp thằng này. Thế là không những là không mất nhiều máu, và thậm chí là chúng ta có thể thắng được luôn cái round này luôn. Trụ được là cái chắc luôn. Con cây của tôi rất trâu. Cây của tôi rất nhiều đồ tăng cơ, rất nhiều giáp. Con cây của nó đẻ cũng ác chiến phết nha. Nhưng mà Wing Ranger vẫn ở đằng sau gây lam. Thoải mái. Hòa. Hòa. Không thắng. Hòa thôi. Rồi và chúng ta vẫn bây giờ vẫn chưa có một cái con Shadow nào cả. Ra 18 rồi. Bây giờ chắc là tôi sẽ up dần lên 8 thôi. Lên 8 kẹp thêm con hồi máu vào. Lên 8 có cơ hội ra được con có thể là những cái con 5 đô ấy. Chúng ta sẽ kiếm thêm 5 đô kết hợp vào. Ra con Grim thì vẫn là đang tập trung vào kiếm con Grim cái đã. Kiếm được con Grim mà chúng ta sẽ vứt được 2 con ra. Là cái con Chaos Knight và cái con Grand Herald. Vứt được 2 con đấy thì chúng ta thay bằng 2 con khác. Chúng ta sẽ thay bằng 2 con khác rất là ok. Ví dụ như là thay bằng con hồi máu và con Berserker cũng được. Thêm tí đam. Ngon rồi đấy. Bộ này được cái giữ máu tốt giữa game anh em ạ. Trong lúc đấy tôi cũng sẽ mua dần mấy con Glacier anh em nhá. Để chẳng may mà có thể chuyển được thì chuyển thôi. Trên này có Witcher. Có Witcher luôn. Witcher thì không ngán đâu. Tôi bây giờ tôi ngại nhất là cái thằng Saman thôi. Là Saman nó câu ra được gấu Saman rồi. Bây giờ nó lổ cái con Saman 5 đô cái là khả năng nó sẽ đẩy tất. Yagami này không biết có chơi Saman không. Thấy cũng big Saman. Thằng này cũng big Saman nhưng mà không biết là có chơi Saman không. Hay là chơi Warrior. Bỏ rồi. Thằng này bỏ rồi. Thằng này chắc chơi Warrior đấy. Nó đã bỏ mấy con Saman ở trong cái cửa hàng rồi. Hiện tại là vẫn chưa đủ 9 Warrior thì chúng ta không sợ. Nhưng mà cái bộ 9 Warrior thì cái bộ Feather rất sợ nhá. Thế là điều tôi lo sợ đã xuất hiện rồi đây này. Đấy, nó đã tới. Tôi có chia sẻ với anh em là cái bộ Feather và cái bộ Glacier rất sợ bộ 9 Warrior. Cái trận này nó lại có này. Hiện tại 9 Feather rồi mà đánh với cả 6 Warrior trông cũng vất vả đấy nhở. Cây thì một đống đồ tăng cơ rồi. Tất nhiên là không thể thua được nhưng mà trông nó khá là vất vả đấy anh em ạ. Hòa. Công nhận yếu hẳn. Ready for take off.
áp dần lên 8 thôi. Chưa thấy một con Shadow nào luôn. Ảo ma Canada. Thực sự là cái bọn này ấy, cái bọn máy này, nó biết là tôi đang chơi gì đấy anh em. Mỗi lần tôi định làm content gì mà tôi nói trước ấy là y như rằng là không ra. Anh em có thể chứng kiến tới cái content con ốc với cả 9 Warrior mà tôi vừa mới làm cách đây mấy ngày. Tôi vừa nói con ốc Warrior cái y như rằng là không ra ốc luôn. Hôm nay cũng thế. Hôm nay chơi Shadow, không ra nó Shadow luôn. Đây, bây giờ mới ra con đầu tiên anh em ạ. Thế nghĩ mà nó chán, sắp hết game ở nơi rồi. Round 20 bình thường là người ta sẽ lên 3 sao rồi đấy. Sắp tới là chỉ khoảng 6 round nữa thôi à, nó lên được cái con Shadow lên 3 sao thì bây giờ tôi mới bắt đầu ra được con đầu tiên. Thế là có cay không anh em? À, tôi sẽ đổi cái món đồ này đã. Con Shadow đầu tiên. Chán chả muốn nói luôn anh em ạ. Bây giờ làm nào để con này nó lên được 3 sao đây? Nghe chừng có vẻ low hope. Low hope quá mất thôi. Bây giờ mà đổi con Shadow này vào cho con Phong Vũ ấy thì nó yếu hơn anh em ạ. Bao giờ phải lên 2 sao cơ. Chán đời thật sự luôn. Thôi rồi tôi cứ để mua tự động nhá. Đấy, mua tự động cứ ra con Shadow là mua con đấy thôi. Trông nghe chừng có vẻ là hơi chán đời trong trong con game này, không ra thôi nhá anh em nhá. Tôi sẽ làm lại cái content này sau. Anh em Đặng Minh Trung yên tâm. Đấy, nếu mà hôm nay không ra tôi sẽ làm lại sau. Tôi hôm nay tôi chỉ muốn nhắc anh em Đặng Minh Trung biết là cái content của anh em thì lúc nào tôi cũng ưu tiên. Đấy, nhưng mà nó không có ra ấy thì nói chung là cũng chưa có video clip cho anh em được anh em nhá, chứ không phải là vì là tôi quên đâu, mà để cái content này nó quá lâu. Đấy, thực ra là cũng lâu rồi. Chắc là cũng phải 1-2 tháng rồi. Anh em có yêu cầu rồi nhưng mà chưa làm được. Và hiện tại thì nó cũng rất khó để có thể làm được trong trận đấu ngày hôm nay. Quả thực là như thế. Đấy, chưa ra. Tôi sẽ roll cho nó ra nha anh em nhá. Bây giờ là roll cho nó ra bằng được thì thôi à. Đấy, roll ở level 8 nhá. Thậm chí là còn chưa dám lên 9 đâu. Để roll ở level 8. Thực ra ấy, anh em nhìn cái lượng máu 82 máu của tôi là anh em cảm thấy là nó nhiều đúng không? Đấy. Nó nhiều là bởi vì làm sao? Bởi vì đầu game ấy tôi đánh tốt. Tôi giữ máu được. Đấy, tôi tận dụng được những cái con tôi được cho, sau tôi giữ máu. Đấy, nhưng mà nó chỉ đến khi mà chúng ta gặp cái thằng Saman này thôi anh em ạ. Vãi cứt. Saman nó ra là cái con 5 đô rồi nhá. Vậy là nó cũng sẽ sắp tới nó sẽ có 6 Saman sớm thôi anh em ạ. Ôi 6 Saman rồi. Nó ra 6 Saman rồi anh em ơi. Tôi chết tôi rồi. Hỏng rồi. Vẫn ăn được này, vẫn ăn được. Ui máy thế. Vẫn ăn được nhưng mà đấy nó chỉ là bây giờ thôi. Còn tí nữa thì không biết được đâu. Con cây bây giờ nó đủ trâu. Nó có đồ. Nhưng mà tí nữa ấy, địch có đồ thì không biết thế nào đâu nhá. Bây giờ tôi đang phải gấp rút form đội hình để tôi có thể cản được cái thằng Saman đây. À không, như này là sẽ bị vướng Warlock này. Đây, ui rồi bây giờ mới ra hai con ạ. Thề. Đây nhá, đập trứng nha anh em nhá. Để anh em biết là tôi đang làm content cho anh em nhá. Không có lừa đảo anh em đâu. Tôi sẵn sàng tôi đập trứng cho con Shadow đấy. Những cái vấn đề ấy là bây giờ làm nào nó lên 3 sao thì tôi chưa biết anh em ạ. Khả năng quả đập trứng vừa rồi là sống hồ ấy. Cố lên Shadow ơi, mày ra hộ tao cái. Đập trứng là tao đã dành hết tình cảm cho mày rồi đấy. Mày không ra nữa thôi, mày phụ lòng tao mất rồi. Như thế này là chắc chắn là trận này là sống hồ rồi. Cây bây giờ đang gánh nhưng mà tí nữa không gánh nổi đâu anh em ạ. Nó chỉ gánh đến khi mà cái bọn đấy nó lên được level 8, level 9 này thì may ra là còn ăn được thôi. Chứ nó lên được level 10 với 6 Saman thì tôi chắc là tôi không đỡ nổi mất. Kẹp được thêm 3 mét vào. Ừ.
Wing Ranger. Wing lên được 2 sao thế nào? Wing lên 2 sao nào? Chán thật đấy. Ui lại sai con đấy này. Thế thì lấy đâu ra slot mà chơi? Thiếu à? Bán ngoài đi vậy. Ok. Rồi. Thì lỡ chuyển về Glacier hàng Ryu luôn. Không chơi hàng fake nữa. Áp vừa lên cấp này chơi hàng Ryu luôn anh em nhé. Đấy, chơi Ryu luôn. Thì kẹp được cả Kira. Nếu có món đồ Kira tôi sẽ cho con Shadow cầm. Shadow nó sẽ luốt những cái con Glacier xung quanh. Rồi, beat vô tư. Gặp những cái thằng beat là may mắn đấy. Beat nhưng ở đây là beat siêu rẻ. Beat siêu rẻ. Beat siêu rẻ này ăn nổi không? Cây tôi nghĩ là trụ được không? Những cái con đệ nó gặp cái con cây này cũng sẽ gọi ra những cái con đệ. Đấy, đánh nó sẽ có thể cản được. Ít nhất là hòa. Còn thua chắc là không thua đâu. Tôi nghĩ là chỉ hòa thôi. Con cây này có vẻ nó gọi ra khá nhiều đệ. Và bây giờ vẫn chưa có đam đánh vào con cây. Chưa có đam gây gây đam vào cái con cây kia. Khả năng là round này sẽ hòa đó. Whispersia làm co ở trong cái bộ siêu đẻ đấy anh em. Đấy anh em đã xem cái video clip buổi sáng rồi. Anh em cũng biết cái bộ này khá là ghê. Tuy nhiên là tôi là 9 feather tôi counter được. Tôi có thể trụ được. Ui toàn hòa, 4 thằng hòa nhau kìa anh em kìa. Trận này vớ vẩn kéo dài này. Căng thẳng quá nhỉ. Shadow roll từ nãy giờ vẫn không ra thêm con nào. Có vẻ đây là một cái sai lầm của tôi không? Tôi đập trứng con Shadow nó không ra. Sai lầm rồi. Quả trứng đấy lẽ ra là lên để dành để đập cho con Velom anh em ạ. Chuyển về 6 Glacier kết hợp với Velom đánh ở level 10. Sai lầm thật rồi. Ồ cái thằng Saman nó soi tôi kìa. Tại sao cái thằng Saman nó lại soi tôi như thế nhở? Có một cái lý do gì không? Có một cái lý do gì mà khiến cho một cái thằng Saman người nước ngoài nó soi tôi không? Thậm chí là nó còn không phải người Việt Nam. Cờ Mỹ mà. Lấy cái ánh mắt AZ đi. Đổi một cái món đồ cam anh em nhé. Rồi, búa set đi. Lấy cái búa set trước cái đã. Tính sau anh em ạ. Cứ lấy cái búa set đã. Hút máu ấy, tôi nghĩ là cái con cây này nó không cần lắm đâu. Cây này nó có khả năng hồi máu rồi. Lấy cái búa set. Khi mà đối thủ đánh vào chúng ta thì chúng ta sẽ có thể gây đam được. Bây giờ hiện tại cái đội hình này nó đang hơi thiếu đam. Giá như mà nó là một cái vương miệng ấy, thì tốt. Nhưng mà không có vương miệng. Rồi lên 9 nha anh em nhá. Tôi nghĩ lại rồi. Không lên roll ở level 8 nữa anh em ạ. Chuyện này cái con Shadow nó không ra nữa đâu. Anh em thấy không, nó ra hai con tôi phải đập trứng cho nó đấy. Mà bây giờ nó không ra nữa. Mà bây giờ cứ lang thang mãi ở cái level 8 ấy là toang đấy. Sắp đến cái thời điểm mà chúng ta sẽ mất nhiều máu rồi. Đây rồi lại gặp Insect nữa. Insect mèo anh em ạ. Ra được hai con mèo rồi. Ra mèo 5 đô rồi, không biết có trụ nổi không đấy. Vãi đái luôn. Con cây hy vọng sẽ trụ nổi ra này. Trụ được, trụ được. Cho đến khi cái con mèo lên được 3 sao. Hy vọng cái con mèo của nó không lên được 3 sao. Thằng Saman liệu rằng có đẩy được cái thằng này chết không? Bây giờ là cây vẫn gánh được thôi anh em ạ. Nhưng mà tí nữa thì không gánh được đâu. Sắp đến cái giai đoạn là không gánh được rồi. Nhanh thôi. Tôi chơi bộ này tôi quen rồi. Tôi biết cái điểm rơi của nó anh em ạ. Tôi biết được nó gọi là tham minh ấy. Nó sắp tới là chúng ta mất nhiều máu luôn ấy. Chỉ cần sau ra 30 thôi.
chúng ta phải nhanh chóng là lên level 10. Lên level 10 chuyển về Glacier. Về Long Co. 6 Saman rớt 2 rồi kìa. À không phải cờ Mỹ mà là cờ Thái Lan anh em ạ. Cái thằng cờ Thái Lan nó cứ soi tôi từ nãy giờ chứ. Trong khi mình có cái gì đâu mà soi. Trong khi đấy là cái đội hình này của tôi nó vẫn đang chưa ra cái gì cả. Gặp thằng 6 Saman vớ vẩn nó đẩy nó tràn nhà luôn. 40-50 máu là bình thường ấy. Nhìn thì nhìn thế thôi nhưng mà nó lại không phải là như thế. 82 máu có thể ra đi bất cứ lúc nào đấy anh em ạ. Đội hình nó phải có cái gì đấy nó. Đây này, ủa mẹ ơi, vãi đái luôn này. Gặp cái thằng này thì sao nhờ. Thằng Ecosite này thì sao. Trông có trụ được không. Cây có trụ nổi không. Được không cây ơi. Được, may quá, hồi máu rồi. May quá, nó không có đam anh em ạ. Gặp cái thằng Exorcist này mà con cây không trụ được là toang nhà luôn ấy. 9 phe giờ gặp Exorcist. May quá, con cây có trụ được anh em ạ, có chén thánh nó đỡ được phần nào. Rồi. Nó ít ra thì cũng trụ được ở đao này. Rồi, hòa được rồi. Rất nhiều những cái trận đấu mà chúng ta hòa vì chúng ta có cái con cây. Vẫn 82 máu anh em ạ. Hết hồn. Cái thằng Exorcist ấy, anh em nhìn thì nó 56 máu đúng không? Nhưng mà nó sắp đi rồi. Tôi nhìn cái kiểu nó gây đam như thế, tôi biết là gặp Saman một round thôi là đi. Bây giờ nó chỉ cần gặp cái thằng top 4 một round thôi thì round tiếp theo nó sẽ đi. Đấy. Khẳng định luôn với anh em, 56 máu không là nhiều đâu nha. Thằng Exorcist thằng Exorcist sẽ gặp thằng Insectoid và gặp thằng Saman. Vớ vẩn ở top 6 ấy anh em ạ. Nhìn cái thằng Exorcist có vẻ đánh khá là bình tĩnh đúng không. Level 9 50 tiền đánh vẫn rất là an nhàn. Nhưng mà bạn ơi, bạn sắp đi rồi. Tôi mới là cái thằng đi trước anh em ạ. Vãi cứt thề. Con cây vào phát nó giật, nó giật chết luôn kìa. Gần hết máu luôn. Thôi xong. Xong rồi anh em. Tao này mất bao nhiêu máu đây. Ui vãi đái, 31 máu. Không thể nào mà có thể tin nổi luôn. Đấy chính là lý do tại làm sao đấy anh em. Tôi mới nói với anh em nó là như thế đấy anh em ạ. Không ổn rồi. Chỉ một round gặp cái thằng Saman thôi. Còn có lửa cây. 1/2 cây máu đã ra đi. Thằng Exorcist là cái thằng sắp chết đây anh em. anh em tin tôi đi, 45 máu không là nhiều đâu. Chỉ 2 round thôi. Thằng Insectoid nó đã lên được mèo 3 rồi. Saman thì bây giờ cũng rớt 2 rồi. Sống được ấy thì may ra chỉ gặp tôi với gặp cái thằng Beat kia thì may ra mới sống nổi. Nhưng mà nó gặp tôi rồi. Đấy, vừa ấy gặp Beat rồi. Vậy là round tiếp theo là nó sẽ bị đẩy rất nhiều máu. Anh em tin tôi, 45 máu không là nhiều. Để xem là 45 máu gặp Saman xem nào. Đấy còn round này thì tôi cũng chắc là tôi cũng ngửa luôn đấy anh em ạ. Mèo 3 mà 2 mèo rồi. Chết rồi, kẹp cả Doom các thứ vào toang rồi. Vãi đái chưa này anh em ơi. Không đơn giản đâu. Trận này vãi cứt luôn. Ui đi luôn kìa. À không phải. Cái thằng Exorcist chưa chết nhưng nó còn có 7 máu rồi đấy anh em. Anh em thấy chưa? Anh em đã thấy chưa? Tôi nói không sai đâu. Tốc độ nó cực kỳ nhanh luôn. Còn thằng Beat thì đi rồi. Cái thằng Exorcist gặp Saman nó đẩy cho một phát từ 45 máu chỉ còn có 7 máu kìa. Quá dã man anh em ạ. Còn tôi thì cũng hấp hối luôn. Sau round này vãi cứt. 33 máu. Round này mất 18 máu ạ. Thề. Gặp cái thằng Insectoid còn đỡ đấy. Gặp thằng Saman thì chắc là quả vừa rồi là cũng chỉ còn có khoảng chục máu. Bây giờ là còn Exorcist, còn Saman, còn Insectoid và còn Feather. Nhưng mà tôi là cái thể loại sinh tồn đấy anh em ạ. Làm sao để sống để đỡ mất máu thôi. Chứ còn bây giờ yếu nhất rồi. Sai lầm rồi.
Sai lầm thật sự anh em ạ. Cái thằng Insectoid, thằng đấy nó đánh, lúc đầu tôi thấy là nó định chọn Shaman, sau đó là nó chuyển sang là nó chơi Warrior, rồi bây giờ thì mới xuất hiện là chơi Insect đấy anh em. Anh em cứ để ý mà xem, thằng này đánh nó hay đấy. Đánh linh hoạt phết đấy, không đùa đâu. Đối thủ là ngoài cái việc là đội hình mạnh ra thì còn chơi khá là hay. Sắp đi rồi. Làm nào giờ? Lên 10 luôn nhỉ anh em nhỉ? Tầm này thì không thể nào mà có thể là không lên 10 nữa rồi. Rồi, để xem nào. Đồ đạc cái nào nào. BKB chắc chắn là phải có rồi. Một con rất hay mà không có BKB thì toang lắm. Để xem là có đổi được cái món đồ cam nào nữa không nào. Hiện tại là chưa đổi được. Căng thật sự. Rồi, roll đã. Ui dồi ôi, bây giờ mới ra thì muộn rồi bạn ơi. Bây giờ ra thì muộn thật sự rồi. Sailing Assassin có dùng làm gì không? Chuyện này tôi nghĩ là cũng không dùng Sailing đâu. Thôi bỏ đi. Máy bay à? Máy bay thì lại được. Máy bay thì lại được. Máy bay được. Con máy bay này nó sẽ clear được này. Lại gặp cái thằng này ạ. À, thề. Đen đến như thế đã cùng nó toang rồi anh em ơi. Nào này có BKB có đỡ hơn tí nào không nhở? Toang rồi. Ui mẹ ơi, heo, hai con heo ạ. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi, hỏng thật sự rồi đấy. Hỏng thật sự rồi đấy anh em ạ. Trụ được không? Exit đi rồi. Top 3 à? 11 máu. Nó đẩy 22 màu vội nào. Chết toi rồi, làm sao đây? À. Ra xa đâu bây giờ, giải quyết được cái gì nữa? Ui đây rồi, đây rồi, đây rồi, cứu tinh, cứu tinh, cứu tinh. Cứu tinh, cứu tinh anh em ơi. Thôi bán nó xa đâu đi. Cứu tinh đây rồi, cứu tinh đây rồi. Thoát chết được round này đúng là kỳ tích đấy anh em ạ. Vãi đái thật. Đây 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 đây. Rồi. Như này chắc là chống chịu được cái mấy cái thằng Insectoid. Kỳ tích có xuất hiện không? Bạn ơi, bạn ơi. Cứu giá, cứu giá, cứu giá bạn ơi. Cứu giá, cứu giá, cứu giá. Úi ôi, được không, được không, được không? Được không, được không? Được không? Sống nào này vớ vẩn dãy top 2 anh em ạ. Thằng Shaman, 6 Shaman có thể nó sẽ ăn được thằng Insect. Rất có thể. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào bạn ơi. Cố lên, trụ đi, trụ đi, trụ đi. Được không? Cây vẫn còn rất là trì. Được rồi, tôi làm được rồi anh em ơi. Ui dồi ôi. Rồi bây giờ thế nào đây, bây giờ thế nào đây? Bây giờ thế nào đây? Ui tất cả bọn nó đều xem sang xem tôi này. Anh em này, ui giời, bất ngờ chưa, bất ngờ chưa, bất ngờ chưa? Đùa chứ các bạn tưởng tôi top 3 đúng không? Không. Sinh tồn, vừa sinh tồn đây rồi. Ok. Round này chắc chắn là trụ rồi, không chết được đâu. Nhưng mà bây giờ giữ 6 cá để sống được không? Đánh với Shaman. Đánh với Shaman giữ 6 cá luôn. Máy bay 2. Ui cơ hội, cơ hội, cơ hội, vẫn được nhá. Vẫn có cơ hội nha anh em nhá. Shaman mà nó biến ngu ấy thì vẫn ăn được. Thực ra Shaman ấy nó không hẳn là nó là đam phép đâu. Nó sẽ là đam tổng hợp, nó có cả vật lý lẫn phép. Nên là cần những cái sự biến ngu của nó. Nó phải hóa ngu. Đấy. Cầu trời lại vật cho nó hóa ngu đi anh em. Hóa ngu thì chúng ta thành tự nhiên thành khôn. Đối thủ ngu tự nhiên chúng ta khôn ra mà. Đấy, còn đối thủ mà tự nhiên nó khôn một cái là chúng ta tự nhiên thành đần luôn. Sợ thật sự. Cố gắng hóa ngu nhá bạn nhá. Được không, được không, được không? Cơ hội, cơ hội, cơ hội. Vẫn có cơ hội cho chúng ta. Dù cơ hội ở đây là rất ít. Được không, được không, được không, được không? Ồ, ồ kìa, ồ kìa bạn ơi, ồ kìa bạn ơi. Ồ kìa bạn ơi, ồ kìa làm sao, làm sao, làm sao, làm sao, như nào, như nào, như nào. Như nào, hóa ngu rồi bạn ơi.
Hóa ngu rồi. Hóa ngu rồi. Ồ, ui hai con rớt, hai con rớt. Hai con rớt giật đau. Hai con rớt giật cũng đau. Ok bạn ơi, cắt chuỗi cái đã này. Được luôn. Cơ hội lật kèo là đây. Hay quá đi mất tôi. Trời ơi, liệu rằng chúng ta có thể lật được không? Tôi sẽ củng cố lại cái đội hình này dần dần. Vẫn là 6 Saman anh em ạ. Chúng ta đang vẫn đang đánh với 6 Saman. 6 Saman kẹp với cả 4 đỏ. 4 gót, 4 đỏ, 4 Saman, à 6 Saman. Rớt 2, giật rất đau. Nhưng mà chúng ta ở đây đang có 6 cá. Những cái cú giật của nó sẽ không thể nào có thể tiêu diệt được chúng ta ngay. Cái vấn đề ở đây là cái bọn Saman nó có hóa đẹp hay không thôi. Cố gắng hóa ngu nha các bạn nhá. Hóa lần này cũng hơi khôn một tí. Nhưng mà không sao. Hóa được ra con cáo 3 sao anh em. Ui, hóa được ra con cáo 3 cơ. Vãi đái. Rồi 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 rồi. Vẫn ăn được, vẫn ăn được, vẫn ăn được, vẫn ăn được. Được không? Ui, thôi chết mẹ rồi, không được rồi. Không ăn được rồi. À, đi luôn không? Đi luôn không? 11 máu. Ui, vẫn còn 2 máu anh em ạ. Căng thật sự. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Căng thẳng thế nhờ. Sao đây? Thực ra tôi không có cái khả năng hồi máu ấy. Con sao Reaper, anh em biết là tôi mua nó từ cái round mấy không? Từ những cái round đầu tiên luôn. Mà bây giờ hiện tại sao Reaper nó vẫn đứng ở cái vị trí đấy. Nó vẫn không đổi, chưa thêm một con nào luôn. Nó cũng giống như là con Shadow Killer vậy. Quá dã man luôn. Thôi, Shadow Killer mà mày không ra được rồi thì Reaper mày ra hộ tao cái. Bây giờ tao cần mày hơn lúc nào hết. Reaper ơi ra đi. Ra đi mà tao xin mày đấy. Reaper ơi mày ra đi. Tao cần mày bây giờ. Cần Reaper để có khả năng hồi máu. Và cả Grim nữa. Chúng ta cần con Grim để chúng ta vứt được hai con ra. Grim ơi ra đi. Chưa ra con Grim nào luôn. Trận này tôi chơi fake không có Grim anh em ạ. Dạ mà thế bao giờ cuối cùng vẫn dây được top 2. Và bây giờ khả năng là chúng ta có thể còn top 1 được cơ. Để xem là có thể là chúng ta top 1 được không. Saman hóa ngu thì vẫn có cơ hội anh em nhá. Còn nếu mà nó khóa hóa khôn ấy thì là ăn lìn ngay. Như cái đao trước ấy. Đổi chắc là bây giờ đổi đồ tím thôi anh em ạ. Không còn đổi đồ cam vào đâu. Rồi ok. Mấy cái đồ này là cần hết. Mấy cái giáp cần để đánh với Saman. Hồi máu cũng cần. Nói chung là chả vứt được cái gì cả. Ok, thôi rồi rồi. Bỏ cái này ra. Ấy cái mắt AZ không cần đâu. Đây, cầm cái hồi máu vào này. Máy bay cần phải có hồi máu. Rồi, máy bay bắn đi. Bắn mạnh vào nào. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được. Tôi nghĩ là được. Máy bay vẫn đang bắn. Rồi. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Ui, nó cắn máu lên kìa. Vãi đái. Nó vẫn còn máu thì nó cắn lên ạ. Khó rồi. Nhây thật sự luôn. Cá lông à? Cá lông thì phải cho cái con heo Clay ra. Heo Clay vẫn chưa ra được thì vẫn không thể cho vào được. Grim vẫn chưa thấy đâu anh em. À đây rồi. Ui dồi ôi, bây giờ mới ra. Đây, bom vào này. Được chưa? Ok, 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 có bom. Có bom là clear được. Có bom là clear được. Rồi. Giật thì đau đấy. Cũng đau. Cũng đau, hay quá. Nó vẫn có máu để cắn lên anh em ạ. Vãi đái thật. Nhiều máu thế. Thằng đấy chắc là Echo.
Eco, Eco xong rồi sờ farm Saman ạ. Thề Eco xong rồi lúc xả tiền ra được rất hay 6 Saman ạ. Vãi đài. Chơi đỏ thế thì chắc là tôi top 1 được. Thề. Nhưng mà cái đỏ của bạn chắc là cũng chỉ tới đây thôi. Rồi tôi ra thêm con bom nữa rồi này. Đỏ của bạn cũng chỉ tới đây thôi. Đỏ của bạn cũng chỉ tới đây thôi. Ok chưa? Ờ. Chưa được. Không sao. Tiếp tục. Tiếp tục. Đẩy nó, đẩy chết nó, đẩy chết nó luôn đi. 16 máu đi luôn không? Hay quá bạn ơi. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Chết luôn đi. Bom nổ. Đúng rồi. Được không? Được không? Hay quá nhờ. 16 máu đi luôn không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Ui dồi ôi, nó vẫn còn hai màu. Cá lông 2. Bạn cũng chỉ đỏ đến đây thôi bạn ơi. Trò chơi kết thúc được chưa? Rồi xong rồi. Nào bây giờ bạn đỡ hộ cái. Cá lông lên được 2, bom lên 2 nữa đi. Bom lên 2 nữa đi là xong này. Rồi không sao. Nào trước chưa có cá lông 2 sao tôi còn ăn được mà. Cho luôn con bom này vào thay cái berserker luôn. Ok chưa? Grim lên được 2 luôn. Rồi cho nó chắc kèo. Rồi xong rồi đấy. Trò chơi là kết thúc. Ui rồi quả lực kèo mãn nhãn luôn anh em ạ. À. Thề trận này đúng siêu phẩm cuối tuần rồi. Không sai đâu nữa. Mặc dù là không làm được cái content cho anh em Đặng Minh Trung. Đấy mà rất là ok đúng không anh em. Ơ nhưng mà thằng này sao lắm heo này. Ui vãi đấy. Ba con heo 3 sao ạ. Cái gì đấy. Ui thì chết rồi. Heo vẫn sống kìa. Nó đẻ thêm. Không 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 không. Ui nó đẻ thêm heo. Ôi vãi lên lôi ra một con cát lông 3 sao nữa thì đó làm sao được. Ôi anh em ơi người đi là tôi. Vãi lên ạ. Biến ra 3 con heo 3 sao ạ. Thôi xong rồi. Tôi cứ tưởng là tôi cháu nhà phát hành con nhà phát triển. Nhưng mà hôm nay gặp chủ tịch rồi anh em ơi. Thôi xong rồi. Hôm nay gặp chủ tịch thật sự rồi. Thôi thế là xong. Đỡ thì đó được. Chủ tịch cầm long mạch thì thôi chịu rồi. Dã man đùa thề. Thôi không sao anh em ạ. À. Mặc dù chúng ta top 2 nhưng mà tôi thấy là cái trận này nó cũng đã đấy anh em ạ. À. Căng thẳng kịch tính thật sự là như thế luôn. Từng round đúng không? Nên là cái trận này nó vẫn xứng đáng làm siêu phẩm của tuần. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Một cái trận đấu mà phải nói là tốc độ bàn thờ. Tôi chơi beat anh em ạ, beat siêu đẻ ở trong meta mới và thực sự là nó rất đã luôn. Anh em có thể chọn clip bên trái anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Một trong những cái siêu phẩm rất hay ở trong tháng 8. Bóng ma trên võ đài anh em nhé. Anh em chưa xem, anh em xem đi hay lắm. Còn kiếm hồn tôi dồn đồ cho nó. Và nó ở trong cái bộ gót. Cái bóng nó được tạo ra liên tục luôn. Hay lắm. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.